Thúy Diễm tức giận khi đàn em lên mặt dạy đời, Lương Thế Thành lo lắng trước thái độ của vợ. Bài chia sẻ mới đây của diễn viên Thúy Diễm nói về một đàn em lên tiếng dạy đời mình, khiến dân tình xôn xao đồn đoán. Khán giả biết đến Thúy Diễm là một diễn viên hiền lành, xinh đẹp và chăm chỉ. Cô ít khi chia sẻ quan điểm hay đá xéo ai, nhất là đồng nghiệp trong nghề. Tuy nhiên, bài viết mới nhất của Thúy Diễm nói về việc bị một đàn em lên mặt khiến nhiều người bất ngờ chú ý. Nguyên văn chia sẻ của Thúy Diễm: nhiều người lạ quá, khi xưa mới vào nghề, lúc nào mình cũng ngại ngần quan sát học hỏi, biết trên biết dưới, biết mình hay dở chỗ nào, những gì mình có được hôm nay là đúc kết của bao nhiêu năm làm nghề, vất vả lắm các bạn à. Sao các bạn mới làm nghề mà các bạn lại tự tin chỉ dạy người khác hay đến thế, trong khi bản thân mình chẳng có kinh nghiệm gì. Mấy nay mỏi mệt quá, bóp tấm ảnh dịu dàng nhẹ nhàng cho đời nó nhẹ, cười cái cho vui hôi nào, đi làm xa mệt thiệt, cảm ơn tấm ảnh của ông anh đáng yêu Hùng Đen. Lương Thế Thành chăm con Thúy Diễm nhưng vẫn dành thời gian quan tâm đến vợ đang đi quay phim xa nhà. Bài chia sẻ của Thúy Diễm nhận về hơn 4.000 lượt thích cùng rất nhiều bình luận và chia sẻ. Ông xã Thúy Diễm Lương Thế Thành tỏ ra khá ngạc nhiên với chia sẻ của vợ: anh quan tâm, vụ gì nữa, tâm sự mỏng cái được không? Thúy Diễm sợ chồng lo lắng, cô đáp trả hài hước, tâm sự dày luôn nha chồng. Ngoài Lương Thế Thành thì hai diễn viên Võ Cảnh và Hữu Thanh Tùng cũng có bình luận bài viết. Võ Cảnh thở dài khi người mà Thúy Diễm nhắc đến không phải mình. May quá đang ở Sài Gòn, mình cũng học hỏi, nói gì nghe đó, bắt uống bia, uống rượu, không dám từ chối, qua tu hay xin thua, diễn viên Hữu Thanh Tùng viết. Hiện Thúy Diễm đang đóng đô ở Bình Thuận và Ninh Thuận để quay hình cho bộ phim truyền hình Cát Đỏ. Trong phim Cát Đỏ, Thúy Diễm sẽ đóng cặp cùng với diễn viên nam thần Võ Cảnh và diễn viên Hữu Thanh Tùng. Cả ba sẽ mang đến khán giả câu chuyện phim về thân phận người dân nơi vùng đất khô cằn hoang dã, nhưng giàu tình yêu thương và động lực sống mạnh mẽ. Chia sẻ một số hình ảnh ở phim trường đến với người hâm mộ, Thúy Diễm xuất hiện khỏe khoắn với gương mặt mộc và làn da ngăm đen ấn tượng, đúng như những gì đạo diễn yêu cầu. Thúy Diễm hoàn toàn lột bỏ vẻ bánh bèo thường thấy mà trở thành cô gái da ngăm đen mạnh mẽ, biết lái xe bán tải, biết cưỡi ngựa, chăn cù và biết đánh nhau khi gặp chuyện bất bình. Tất cả đều là những trải nghiệm thú vị mà Thúy Diễm mong muốn gửi đến khán giả. Cô hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy sự cố gắng, nỗ lực của bản thân dành cho vai diễn và chờ đón Cát Đỏ phát sóng vào giữa năm 2020. Tất cả mọi vướng mắc ấy của tôi hoàn toàn được tháo gỡ, xoa dịu và giải quyết hết khi ông xã trấn an rằng anh sẽ ngưng nhận phim ở nhà 6 tháng trong bé bảo bảo cho tôi đi quay phim xa nhà. Còn việc phải mập lên vài ký, phơi da ngăm đen đi và phải học nhiều thứ do vai nhớ là những thứ tốt để tôi trau dồi khả năng của bản thân chứ không có gì e ngại. Anh Thành phân tích mọi thứ tích cực và hy sinh công việc riêng để vợ an tâm khăn gối lên đường là điều tôi biết ơn và xúc động nhất. 3 tháng quê ở Bình Thuận, tôi được về nhà đón Tết cùng gia đình và sau đó lại lên đường tiếp tục một nửa hành trình còn lại ở Bình Thuận, Phú Yên. Vất vả lắm, nhưng tôi thấy vui vì toàn tâm toàn sức cho vai diễn mà không nghĩ ngợi nhiều. Tôi hy vọng vai nhớ sẽ có nhiều sự thú vị và bất ngờ cho khán giả, Thúy Diễm chia sẻ.